Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Du học Online của công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Và trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ đến các bạn về chương trình Du học Úc ngành truyền thông. Du học Úc ngành truyền thông bao gồm rất nhiều lĩnh vực thuộc khoa học, xã hội và nghệ thuật. Trong đó, sinh viên có thể học về báo chí hoặc các dạng truyền thông. Họ được thực hành thông qua thực tiễn hoặc là trong trường. Ngành truyền thông bao gồm rất nhiều lĩnh vực thuộc khoa học, xã hội và nghệ thuật. Các khóa học về truyền thông tại các trường đại học Australia thường cân bằng cho sinh viên từ lý luận, phân tích tới các kinh nghiệm thực tế. Nhờ đó, sinh viên có thể chọn được chuyên ngành phù hợp, ví dụ như là viết lý luận, sáng tác, báo chí, quan hệ công chúng, xuất bản, quảng cáo và làm phim, sản xuất phim truyền hình, nghiên cứu báo chí, báo ảnh, du lịch, marketing, thiết kế website và thương mại điện tử. Cũng có một số chương trình học giao tiếp kinh doanh chuyên sâu, tập trung vào các ngành công nghệ và chiến lược hiện đại và đang phát triển, cũng như là các ngành truyền thông tương tác, ví dụ như các ứng dụng Internet. Về yêu cầu chuyên môn thì ngoài tiếng Anh, hầu hết các khóa học truyền thông không đòi hỏi chuyên môn. Và tuy nhiên thì có một số khóa yêu cầu có kiến thức tốt về toán học. Về học phí và thời gian học thì học phí trung bình cho một khóa học truyền thông là 3 năm tại các trường đại học ở Australia là từ 10.000 đến 19.000 đô la Úc một năm. Sinh viên sau khóa học này có thể tham dự khóa học một năm để lấy bằng danh dự. Sinh viên có rất nhiều sự lựa chọn để học chứng chỉ kép, có thể kết hợp học truyền thông với thương mại, du lịch và đa phương tiện. Những khóa này kéo dài 4 năm học, nếu kết hợp học thêm luật thì mất nhiều thời gian hơn, có thể kéo dài 5 năm rưỡi hoặc là 6 năm. Sinh viên tốt nghiệp ngành truyền thông được trang bị kiến thức và các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong các ngành báo chí, quan hệ công chúng, xuất bản hoặc là viết văn, quảng cáo và xúc tiến thương mại, truyền hình, thương mại điện tử và tùy thuộc vào sở thích chuyên ngành của họ. Ví dụ như các cơ hội nghề nghiệp trong ngành báo chí bao gồm các công việc như là in ấn, phát thanh, truyền hình hoặc phóng viên thể thao, thư ký báo chí và quan chức truyền thông hoặc những người chuyên về quan hệ công chúng sẽ hoạt động trong các lĩnh vực như là tổ chức hội chợ, quản trị truyền thông, quan hệ hợp tác, quan hệ khách hàng, quan hệ báo chí và tổ chức các sự kiện. Các khóa học truyền thông và báo chí bao gồm việc nghiên cứu về báo chí, ví dụ như nghề phóng viên, sản xuất phim và truyền hình với hàng loạt các phương tiện truyền thông liên quan đến máy tính và công nghệ thông tin. Cử nhân truyền thông có các cơ hội làm việc trong ngành sản xuất phim, video và phát thanh, biên kịch, thiết kế web và truyền hình, công nghệ thông tin. Chính nhờ cơ cấu linh hoạt và đa dạng của các khóa học truyền thông nên có rất nhiều cơ hội việc làm mở ra cho sinh viên, từ các công việc quảng cáo xúc tiến thương mại cho đến nghiên cứu thị trường. Hầu hết các ngành, cho dù ở khu vực tư nhân hay là nhà nước, bất kể chuyên ngành đã học, những cử nhân có bằng chuyên ngành chẳng hạn như kinh doanh truyền thông có thể trở thành các nhà phân tích kinh doanh, tư vấn doanh nghiệp, nhà phân tích thị trường hoặc là nhân viên quan hệ công chúng. Và sinh viên tốt nghiệp ngành truyền thông hoàn toàn có thể trở thành các nhà báo tự do. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc về chuyên ngành báo chí truyền thông tại Australia thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi đến số 0838382080 để được tư vấn miễn phí, hoặc cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.